Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Ngon và Lành của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, từ trước đến nay thì khách mời của chương trình Ngon và Lành hầu hết là các đầu bếp hoặc là những bà nội trợ có niềm đam mê với nấu nướng và bếp núc. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì Hồng Vân có một khách mời rất là đặc biệt đến với chương trình. Nghề nghiệp của anh thì không hề liên quan một chút nào đến việc bếp núc hay là nấu nướng cả, mà còn có thể là có một chút gọi là hơi cứng nhắc so với quan niệm và suy nghĩ của mỗi người. Vâng, và không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa thì Hồng Vân xin được giới thiệu khách mời của chương trình ngày hôm nay là kiến trúc sư Lê Anh Hoài. Vâng, chào anh ạ. Chào Vân. Chào quý vị khán giả. Thế anh Hoài có hay vào bếp không ạ? Mình cũng thi thoảng. Theo anh thì cái việc bếp núc và cái việc thiết kế thì nó có nét tương đồng nào với nhau không ạ? Anh thấy nấu ăn và thiết kế có rất nhiều nét tương đồng với nhau ấy. Vì thiết kế thì mình cũng phải phối hợp rất nhiều các màu sắc, chất liệu. Thì trong món ăn cũng vậy, mình cũng phải phối hợp rất nhiều các nguyên liệu rồi là gia vị với nhau. Và cái người nấu ăn giỏi là cái người ăn mà biết khéo léo sử dụng nguyên liệu. Thì cái người thiết kế anh nghĩ giỏi cũng phải là cái người biết phối hợp nhiều màu sắc cũng như là phối hợp nhiều chất liệu. Thì trong buổi hôm nay thì anh sẽ chia sẻ với em cái sự tương đồng đó qua cái món ăn nem này. Vâng anh ơi, trong rất là nhiều món thì tại sao mà anh lại chọn là món nem truyền thống ạ? Anh thấy cái món nem truyền thống này trong cái quá trình anh làm, anh thấy nó có rất nhiều cái bổ trợ cho công việc thiết kế của anh. Và cũng như em thấy anh cũng chia sẻ là sau rất là nhiều lần làm cái món ăn này thì anh cũng có cải biến một chút này, cũng có update một chút về cái phần nguyên liệu. Thì là không hiểu là anh có cho thêm nguyên liệu mới gì vào cái món nem này không ạ? Không, tất cả nguyên liệu nem này anh đều từ nguyên liệu cơ bản như cái hồi đầu mà anh được biết đến món nem này. Nhưng mà không vì thế mà cái món nem của anh bây giờ so với ngày xưa nó như nhau. Chính vì việc anh không dùng nguyên liệu mới nên là anh đẩy sâu rất nhiều về việc là gia giảm tỷ lệ nâng lên hạ xuống, cũng như là anh làm tinh cái nguyên liệu mà anh đã chọn. Mà anh nghĩ rằng cái đấy rất giống với công việc thiết kế của anh bây giờ. Khi anh thiết kế, anh thấy nó rất nhiều thứ liên quan đến việc công việc của anh. Thì hôm nay anh sẽ chia sẻ cái món ăn này đến các bạn. Tất cả các nguyên liệu về hành đây cũng không được để to. Để to thì nó sẽ làm cho cái nem của mình bị thô. Còn nếu mà nhỏ thì nó lại bị ra nước. Thì anh cắt rất là... anh chỉ cắt vuông hạt lựu. Và đây thì em đã chuẩn bị một cái âu rồi. Thì mình sẽ cho hết nguyên liệu ở đây chưa ạ? Vâng, anh ơi, các cái nguyên liệu thì em thấy cũng đã tương đối là đầy đủ rồi. Thì có cần, có còn thiếu cái gì không ạ? Vân nhận giúp anh củ hành khô đi. Dạ. Mình vẫn gọt vỏ và thái lát mỏng đúng không anh? Đúng rồi. Đây, em thái mỏng ngay được chưa hả anh? Được rồi anh. Có cần thêm không ạ? Các cái nguyên liệu bây giờ thì mình đã đầy đủ rồi đúng không anh? Và nêm nếm gia vị cũng đã vừa rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm bước tiếp theo là gói nem đúng không ạ? Đúng rồi, bây giờ mình sẽ làm bước gói nem. Bước gói nem thì mình chọn cái không bị thủng. Anh thì dùng không cần cầu kỳ quá về bánh đa nem đâu. Anh chỉ dùng loại rất là bình thường mua ngoài chợ thôi. Nhưng anh làm nhiều, anh thấy rằng việc để nem giòn nó là cả quá trình từ lúc trộn nem và quá trình mình rán và mình gói. Nên là anh muốn là làm sao mình dùng nguyên liệu bình thường, nhưng mà cái kỹ thuật cũng như là cái tỷ lệ mình tốt
để mình tránh phải quá phụ thuộc vào nguyên liệu. Khi anh gói nem thì anh sẽ để tấm da nem của anh nó gập được chạm hai đầu vào cái bánh da nem. Và mình có phải gói thật là chặt tay một chút đúng không ạ? Cái chặt tay nhiều khi nó lại làm cho cái nước ở bên trong nó ra, làm cho bánh da nem bị bục. Nên là cái gói da nem này là mình không nên chặt quá mà không được lỏng quá. Chắc cái gì vừa tới tầm cũng đều sẽ ngon và đẹp đúng không ạ? Rồi. Khi nấu ăn thì anh thấy các bạn hay chia sẻ nhau nhiều về mặt công thức hay là con số, nhưng mà đối với dân thiết kế của anh thì anh không thích nhớ nhiều mà anh cũng hay nói về con số, nhưng mà anh hay nói về sự cảm nhận. Khi anh gói nem, anh luôn cảm nhận được cái nem là nó lỏng hay chặt, và trong quá trình làm là lần trước lần sau là anh rút kinh nghiệm. Vâng, anh theo những cái chia sẻ của anh ấy thì là trong nấu nướng cũng như là trong thiết kế hay là trong bất cứ một công việc gì thì là cái cảm nhận của mình cũng rất là quan trọng đúng không ạ? Đúng rồi. Anh làm thì anh không hay nhớ về mặt công thức, nhưng mà anh hay nhớ về mặt cảm nhận. Tức là khi anh làm nguyên liệu cũng vậy, mọi người anh thấy trong các sách dạy nấu ăn hay chia sẻ là 20 cái nem thì khoảng 5 lạng thịt, rồi là 2 lạng cà rốt. Với anh khó nhớ được cái như vậy lắm. Anh nghĩ chắc nhiều người nấu ăn không nhớ được, nhưng mà khi anh làm nem thì thường anh sẽ xem nguyên liệu ở nhà anh có những cái gì, và khi anh lấy anh cho vào anh cảm nhận được cái tỷ lệ của nó. Thường thì anh chỉ để thịt là khoảng 1/4, còn nguyên liệu còn lại là mỗi cái là chiếm 1/1, thì mình cứ sang đều nhau ra. Sau đó là mình xếp vào, mình thấy cái tỷ lệ rau củ và tỷ lệ đạm nó vừa, anh trộn lên và anh gói. Chứ mình không nhất thiết là phải cứng nhắc công thức là đúng là ví dụ là 200g thịt hay là 150g thịt đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Vì anh nghĩ rằng là khi mình nấu ăn ấy, có thể là hôm nay mình nấu cho 2 người, mai mình lại nấu cho 4, 6 người. Mà mình cứ nhớ như thế thì đến lúc mình nhân công thức ra nó cũng rất là khó chính xác. Mà cái người nấu nhiều là người có cảm nhận. Việc thiết kế của anh thấy nó cũng như vậy. Cái người thiết kế tốt thì cảm nhận nó rất là tốt. Chứ để mà nói ra công thức và đưa ra thì như thế nó đã đơn giản quá, nó không thành cả là thiết kế. Và mỗi cảm nhận của mỗi người nó khác nhau đúng không ạ? Đúng rồi. Thank you.
sóng bên kia. Như vậy là hôm nay anh em mình đã hoàn thành xong món nem rán Hà Nội. Để đạt được cái yêu cầu của món ăn thì đầu tiên là món ăn nó phải thơm. Khi mà mình thấy mùi thơm chứng tỏ là cái nguyên liệu mình đưa vào tỷ lệ là vừa là đủ. Tiếp theo đó mình ăn mình sờ thấy cái nem là giòn thì chứng tỏ là cái quá trình mà mình rán và mình trộn nguyên liệu là đạt yêu cầu thì nem nó sẽ được giòn như này. Và mình ăn kết hợp cùng với cả bún và nước chấm thì hai nguyên liệu này kết hợp lại với nhau tạo ra một món ăn rất là ngon. Tiếp theo khi mình ăn cùng với cả nước chấm và bún, mình cảm thấy được cái vị của nem và bún và mình cảm thấy hài hòa với nhau là món ăn hôm nay đã thành công rồi. Vâng, và những cái nguyên liệu cũng rất là dễ tìm, dễ mua và những cái nguyên liệu rất là truyền thống của Việt Nam đúng không ạ? Đúng rồi. Không có gì là quá cầu kỳ hay là quá đắt tiền cả. Đúng rồi. Vâng. Đấy cũng là cái cách mà anh đang triển khai những dự án thiết kế của mình. Anh không tập trung quá vào những nguyên liệu đắt tiền mà mình phải đi sâu vào cái xử lý về hình khối, về kỹ thuật của thiết kế để làm sao cho cái hiệu quả công trình nó cao mà cái chi phí khách hàng bỏ ra nó không bị đắt quá. Vâng, rất là cảm ơn kiến trúc sư Lê Anh Hoài hôm nay đã nhận lời tham gia cùng chương trình Ngon và Lành. Và chúc anh sẽ thành công với những cái dự án sắp tới của mình. Cảm ơn em, cảm ơn quý vị. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo ạ.